cổ động viên đội mưa cổ vũ và dõi theo U23 Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan. Mặc dù còn gần 12 giờ đồng hồ mới diễn ra trận tái đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra trên sân vận động Banyutko, Uzbekistan, nhưng không khí cổ vũ của người dân ở khắp nơi đang nóng lên từng giờ. Không khí cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam tại Uzbekistan. Cho đến ngày 31 tháng 5, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân vận động Banyutko của Uzbekistan để chuẩn bị cho trận đấu ra quân sắp tới. Mặc dù mới giành huy chương vàng môn bóng đá SEA Games 31 trước đội tuyển Thái Lan, nhưng trận đấu sắp tới được dự báo sẽ khó khăn hơn khi mà U23 Thái Lan được bổ sung thêm nhiều cầu thủ chất lượng. Chính vì vậy, nhiều cổ động viên nước nhà tại Uzbekistan đã có mặt từ rất sớm trước khi diễn ra trận đấu để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam có thêm động lực. Đặc biệt, một số hình ảnh trên sân vận động tại Tashkent, Uzbekistan bắt đầu xuất hiện những sắc đỏ của cổ động viên Việt Nam. Nhiều cổ động viên mang theo băng rôn, kèn trống và hô vang "Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch" để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển U23 Việt Nam. Thậm chí còn có nhiều người nước ngoài cũng tới sân vận động để cổ vũ cho đội tuyển. Cùng với sự dẫn dắt của tân thuyền trưởng huấn luyện Gong Okia, kết hợp với sự cổ vũ nhiệt tình của CRV tại sân Uzbekistan sẽ tiếp thêm lửa để các cầu thủ U23 Việt Nam tự tin thi đấu và giành chiến thắng trước đối thủ mạnh này. Chiều trái tim cổ động viên Việt tại nước nhà vẫn luôn theo dõi, cổ vũ cho U23 Việt Nam trong ngày 2 tháng 6. Mặc dù giải đấu này không tại sân nhà, nhưng hàng triệu trái tim người Việt vẫn luôn hướng về Uzbekistan qua màn ảnh nhỏ để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ngay tại Hà Nội lúc này, trời Hà Nội đang mưa nhưng vẫn có rất đông cả CRV xuống đường mua cờ, băng rôn chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam trước trận thi đấu duyên nợ với đội tuyển Thái Lan trong vòng chung kết U23 châu Á 2022. Không khó để mọi người bắt gặp hình ảnh những cổ động viên mang áo cờ đỏ sao vàng, lá cờ, băng rôn, kèn trống trên khắp các tuyến đường thành phố lớn vào sáng nay. Đặc biệt, không khí trước sân vận động Mỹ Đình như một ngày hội lớn, mới giữa trưa nhưng đã có rất đông cổ động viên tập trung tại đây để chờ đợi được vào sân theo dõi trận đấu. Để phục vụ nhu cầu theo dõi của cổ động viên, ban tổ chức đã cho mở cửa tự do và bố trí 4 màn hình lớn giúp mọi người dễ dàng theo dõi được trực tiếp trận chung kết U23 diễn ra tại Uzbekistan. Càng gần đến giờ thi đấu thì lượng cổ động viên đổ đến những địa điểm xem tập trung như sân vận động Mỹ Đình, ban tổ chức các hàng quán bia, cà phê, ngày một đông hơn. Thậm chí, nhiều nhóm cổ động viên còn tập trung xe dán sẵn cờ để chuẩn bị cho công tác, đi báo, sau khi trận đấu, dù kết quả có ra sao thì U23 Việt Nam vẫn đã chiến thắng trong lòng của mọi người. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.